bạn đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Quý vị đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng ta sẽ có một số rất là đặc biệt, bởi vì nhân vật ngày hôm nay của chúng ta khi xuất hiện chắc chắn sẽ mang lại thật là nhiều bất ngờ cho mọi người. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn fan may mắn để xem thần tượng của bạn ấy là ai nha. Xin mời. Hello, xin chào anh ạ. Bây giờ em hãy giới thiệu một tí về bản thân của mình nè, và gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao đi nào. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Huy ạ. Thì em tên là Phương Thanh, hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của khoa marketing. Và em có thể mô tả một tí về thần tượng của mình được không? Thần tượng của em hôm nay đó là một TikToker chuyên về vẽ tranh. Wow, đẹp trai không? Rất đẹp luôn anh. Rất đẹp trai. Anh có em bật mí luôn không? Tên luôn không? Thôi để mời ra đây à, đi. Dạ, anh mời. Để cho thần tượng dạ em giới thiệu một tí nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhân vật ngày hôm nay. Xin mời. Xin gửi chào, lời chào đến tất cả các vị khán giả đang xem đài. Chào anh Quy, chào em. Dạ, chào anh. Quý vị có thể nhìn thấy đây là Việt Mỹ, một nhân vật đang được rất là nhiều bạn trẻ mến mộ, trong đó có cả Huy nữa. Bởi vì khi mà theo dõi bạn ấy thì mọi người có thể nhận thấy được đây là một anh chàng có một cái trí tưởng tượng rất là phong phú. Và bạn ấy đã vẽ rất là nhiều hình ảnh của các nghệ sĩ qua các chất liệu khác nhau. Và ngày hôm nay thì Việt Mỹ có mặt ở đây và gặp gỡ một bạn fan hâm mộ của mình, phải nói là rất là yêu thích, để đăng ký để tham gia vào chương trình. Thì cảm xúc của Việt Mỹ bây giờ như thế nào? Cảm ơn Phương Thanh rất nhiều đã thời gian qua đã âm thầm theo dõi Việt Mỹ và ủng hộ Việt Mỹ trên con đường mà Việt Mỹ đi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện nho nhỏ, và Phương Thanh sẽ là người gần như là đại diện cho các bạn fan mà yêu thích Việt Mỹ mà không có cơ hội đến đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau nhé. Và chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao Việt Mỹ nè. Thấy là Việt Mỹ khi mà xuất hiện với mọi người cũng còn có một chút gì đó e dè. Tại vì bình thường chắc anh nghĩ là mình ngồi trước cái máy quay, cái điện thoại của mình quay ở nhà thì sẽ thoải mái hơn đúng không? Với lại mình thể hiện tài năng, mình sẽ tự tin hơn đúng không? Dạ, ở nhà bình thường mình ngồi với máy quay tự mình có thể chỉnh sửa cái gì mình cũng làm được. Bây giờ trên chương trình thì hơi hồi hộp tí. Hồi hộp đúng không? Sao, một tiếng nữa em sẽ quen. Và một lời hứa của các nhân vật khi mà đến với chương trình này á, là chúng ta sẽ phải hứa một điều là chúng ta sẽ trả lời thật 100% với những cái điều mà bạn fan của mình mong muốn. Hôm nay Việt Mỹ xin hứa sẽ trả lời thật 100%. Rồi, ok. Đấy, Thanh nè, khi mà em theo dõi trang TikTok của Việt Mỹ á, thì em thích nhất ở điểm gì? Em thích nhất là có nghĩa là cái tài năng của ảnh, có nghĩa là mình vẽ là đầy đủ kiểu nhiều chất liệu rồi. Nhưng mà cái hình ảnh của anh vẽ có nghĩa là giống như cái bức ảnh vẽ Trấn Thành á, thì anh có ghi cái cáp luôn đó, nghĩa là nhìn cười vậy thôi nhưng mà trong lòng nó không phải vậy. Thôi là ảnh cũng hiểu được nhân vật luôn, ảnh vẽ và nó thần, có nghĩa là thần trong cái bức tranh của ảnh luôn. Không phải nói về tài năng nha, nhưng mà cái tinh tế đằng sau bức tranh đó thì em thích cái điểm đó. Rồi, mình bắt đầu từ khi nào mà mình đến với con đường vẽ? Em bắt đầu từ năm 2013 tới giờ. Lúc đó em cũng chưa biết gì vẽ. Vẽ thì em cũng biết vẽ trong trường, trong lớp thôi. Cái sau cái khoảng thời gian em đi dạo trên một con đường phố, thấy những anh họa sĩ đang ngồi vẽ tranh cho khách du lịch, thì lúc đó em cũng tò mò, em lại em hỏi thì sao có thể vẽ được như vậy, tại sao vẽ được mặt người giống như thật như vậy. Cái từ lúc đó thì em bắt đầu tìm hiểu, rồi em đi mua những cái dụng cụ vẽ, sau 3 ngày sau em xuống ngồi vẽ như người ta luôn. Wow, vậy là cái này phải gọi là tài năng đúng không? Chứ em thật sự là không qua trường lớp thì để có thể được đào tạo bài bản hả? Dạ đúng rồi, em lên em gõ YouTube, em coi rồi bắt đầu học theo rồi tự xử luôn. Tức là mình chỉ học qua mạng thôi á hả? Dạ. Bắt đầu từ khi nào mà em sáng tạo, em vẽ trên được nhiều chất liệu? Bắt đầu thì năm 2020, lúc đầu thì em chỉ xem những cái video vẽ cách thông thường thôi, mà rất là nhiều được xem. Em thì
cũng bị ham muốn thử sức mình. Em cũng vẽ theo những cái thể loại đó nhưng mà nó không có được viral. Em vẽ nguyên một tháng trời không có ai xem. Em mới nghĩ lại tại sao mình không lấy cái điểm mạnh của mình thể hiện trên này. Em bắt đầu mới vẽ chân dung. Những cái bức tranh đầu tiên là em vẽ kiểu thông thường thôi. Bức tranh tầm 15 phút rồi xong. Thì thời gian đó cũng có, cũng khá là nhiều người xem. Thì trong em làm khoảng tới 2-3 tháng sau thì cái lượt xem nó giảm dần rồi. Nó không có được như trước nữa. Thì em mới nghĩ là vẽ như vậy thì nó không còn gì thú vị nữa. Thôi hay mình đổi sang một cái cách vẽ khác đi. Bất ngờ em đổi sang một cái cách vẽ khác thì nó lại viral lên. Nhiều người chú ý tới được cái đà đó rồi em cứ liên tục ra những ý tưởng rồi lên để thực hiện cho mọi người cùng thưởng thức. Anh sẽ nhường cái không gian này lại cho bạn Thanh. Ngày hôm nay anh hỏi hơi nhiều. Bây giờ Thanh có những cái thắc mắc nào đó mong muốn thần tượng của mình, một người mà bạn yêu mến đó, trả lời hay là giải đáp những cái thắc mắc gì cho em đó thì em cứ hỏi đi. Nãy giờ mình nói nhiều về công việc rồi nhưng mà em sẽ hỏi ngoài lề một xíu, đó là tình trạng hôn nhân hiện tại của anh thì không biết như thế nào. Này là không phải em hỏi nha, em hỏi cho mọi người fan của anh thôi. Em không phải em hỏi hả? Dạ không phải em hỏi. Không phải em hỏi thôi, tại vì anh cho em hỏi mà. Em hỏi giùm người ta. Chia sẻ vấn đề này thì hơi bị ngại. Trước giờ em cũng chưa chia sẻ cho mọi người biết như thế nào. Thì thôi bây giờ mình không cần trả lời cái câu hỏi mà nó có người yêu chưa hay là có vợ chưa hay là có gì đó. Nó đi thẳng vào cái cuộc sống riêng tư mình quá. Bây giờ mình hỏi một tí về cái gu bạn gái của Việt Mỹ đi. Mà gu người yêu em thì cô gái hiền lành, cũng thông minh tí, rồi biết đối nhân xử thế. Có vẻ khi mà mình quan tâm về những cái vấn đề tình cảm thì Việt Mỹ có vẻ e dè hơn là mình hỏi về những cái công việc. Dạ thì vậy cho em hỏi là có nghĩa là với cái số lượng mà view hiện tại của anh với lại follower của anh thì là gần 7 triệu, làm sao để vượt được những cái cũ thì anh có thấy áp lực không? Và làm sao để anh tìm ra những cái cảm hứng mới? Tiếng Anh thì anh không thấy áp lực mấy. Vì thì cái cảm hứng của anh nó ngẫu nhiên. Khi nào mình thấy cái gì đó nó lạ lạ cái mình cái này có thể áp dụng cho vẽ thì áp dụng vẽ thôi, chứ mình không có đề cao là sẽ tăng bao nhiêu view nữa. Anh chỉ cần làm vì đam mê. Đúng rồi, bây giờ chỉ làm miễn sao thấy mọi người đăng video lên mọi người thích thú là được rồi. Còn view thì không quan trọng. Em mất khoảng bao lâu để em có chất liệu mới mình có thể cho ra mắt? Thì tầm khoảng từ 3 đến 7 ngày. Có thể những bức tranh thì em ngẫu hứng lên thì em làm trong vòng cỡ 30 phút xong. Còn những cái mình đã chuẩn bị, mình phải order đồ về, chất liệu về, rồi mình test trước, mình phải thử trước xem cái hiệu ứng nó như thế nào. Rồi mình thử thấy nó ổn thì bắt đầu mình bắt đầu công việc, mình áp dụng vào chân dung. Chân dung thì em quen rồi nên cũng không có khó khăn mấy. Thì anh thấy là em vẽ rất là nhiều các bức tranh cho các anh chị nghệ sĩ. Và anh thấy là như em có gửi tặng cho họ nữa đúng không? Thì những bức tranh đó thì em nhận được lời cảm ơn. Ai cũng khen những cái công việc của em đang làm. Chẳng hạn như anh Trường Giang, em cũng đã vẽ rồi tặng cho anh Trường Giang. Rồi sau đó anh cũng có mời em về vẽ trong cho cái nhà hàng của ảnh. Cũng có trò chuyện với ảnh rồi nói về công việc như thế nào. Thì anh thấy là trên trang TikTok của em á, không có đơn giản là em chỉ vẽ đâu mà em còn thể hiện biểu cảm đâu rất là tốt nữa. Rất nhiều sắc thái nữa. Thì em có yêu thích về các lĩnh vực nghệ thuật khác không? Em thì cũng khá là thích về diễn viên. Nhưng mà em thì hơi bị hồi hộp, hơi nhìn máy quay thì hơi bị run run một tí. Nên thành ra những cái câu nói mình không có được trôi chảy lắm. Chắc em phải luyện tập thêm. Vậy là có cơ hội thì chúng ta sẽ thử sức và làm được đúng không? Dạ. Em có thể hỏi là có nghĩa là những cái tác phẩm của anh ấy thì anh thấy anh có chia sẻ là cái nào mà làm lâu nhất và cực nhất không? Anh có thể chia sẻ về cái đó không? À, cái lâu nhất là cái vẽ 4 người trên một thanh sắt á. Dạ, cái đó gần đây. Dạ. Cái đó thì em bỏ thời gian ra vẽ khoảng 4 ngày. Nhưng mà cái cực nhất của em á, là em ở trên một cái tòa chung cư. Em ở tầng 19. Nhưng mà cái sân thượng trên đó thì tới tầng 22, hơn 4 tầng lầu luôn. Thang máy thì không có lên được. Em phải vác thang bộ. Một mình em vác các cây sắt rất là nặng. Một cây cũng mười mấy ký rồi á. Vác một đống cây á. Mất trong một ngày trời, trong mồ hôi một cây đổ quá trời á. Lên kia quay 2 ngày trên kia nữa. Cái clip đó em thực hiện một mình, hoàn toàn một mình luôn? Dạ, một mình em tự làm hết. Quay mất mấy đồ rồi em đặt, tự quay, tự diễn. Em có muốn thắc mắc về
sở thích hay là cá nhân gì của Việt Mỹ không? Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Rồi, chắc xin cũng mời nhiều em. Đó. Dạ, thì anh thích thể loại nhạc gì? Anh hay nghe thể loại nhạc gì á? Anh thì dễ nghe nhạc lắm. Loại nhạc gì anh cũng miễn bài nào hay là nghe, từ tân cổ, nhạc cổ gì, bolero rồi R&B gì, các kiểu nhạc gì cũng nghe được, miễn là hay là nghe. Có là anh thích nghe nhạc thì em sẽ gửi tặng anh và anh Huy. Anh hát câu hát. Dạ, đúng rồi. Ok, welcome. Rồi, dạ. Rồi, em sẽ hát ca khúc gì? Em hát một khúc điệp khúc của ca khúc Người ơi, người ở đường về, liên quan tới anh thần tượng xíu. Muốn nhắn gửi anh là ở lại lâu lâu xíu chương trình với em, ý em là vậy. Ok, chắc chắn rồi. Người ơi, đừng về. Làm sao để vui được khi vắng đêm một người. Người ơi, đừng về. Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây. Người ơi, đừng về. Dạ, đó là chúng ta. Hay quá. Như vậy là chúng ta đã trải qua phần đầu tiên, thì không biết là bạn Thanh, bạn cảm thấy như thế nào? Ừ. Dạ, quá thỏa mãn. Đối với em vậy là quá thỏa mãn, là biết rất nhiều thông tin rồi. Là giờ mong muốn là được giao lưu, được chơi chung với anh Việt Mỹ và anh Huy. Rồi, ok. Dạ. Cảm ơn Phương Thanh và Việt Mỹ thì ngày hôm nay khi đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đây là một cái ngày mà mình có thể ngồi với nhau để có thể trò chuyện với nhau nhiều như vậy, đúng không? Dạ. Thì Việt Mỹ, cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em cũng như ban đầu thì vui, nhưng mà hồi hộp thì hết rồi. Sau khi trò chuyện với Quy thì cảm thấy rất là thoải mái. Đó, đến khi mà mình hết trò chuyện rồi thì mình lại hết áp lực để chúng ta có thể đến với phần 2. Đến với phần 2 của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải thoải mái hơn, đúng không? Dạ. Để chúng ta có thể tham gia một thử thách. Trước khi đến với thử thách, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đường chính kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay với một thử thách. Phía dưới chân của Huy đây là những tấm bảng với màu xanh và đỏ. Tấm bảng của chúng ta sẽ có hai màu như thế này. Mỗi bên chúng ta sẽ có 20 tấm bảng. Sau thời gian 3 phút, chúng tôi sẽ đếm những tấm bảng. Bên nào nhiều hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Dạ. Em đã hiểu sơ sơ đó. Ai nhanh tay thì người đó sẽ có thể giành chiến thắng trong phần thử thách này. Phương Thanh sẽ lựa chọn màu gì? Em chọn màu xanh. Việt Mỹ sẽ lựa chọn màu đỏ. Dạ. Yeah. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Yeah. Yes. 3, 2, 1, bắt đầu. Thời gian đang trôi ạ. Chúng ta đang thấy phần đỏ đang chiếm ưu thế rất là nhiều. Và Việt Mỹ đang rất là nhanh tay. Không biết là sau thời gian 3 phút thì ai sẽ giành chiến thắng? Mình tính. Trời ơi, chúng ta có thể thấy được là Phương Thanh đã bắt đầu bán rồi. Bắt đầu là lật những cái tấm bảng màu đỏ thành màu xanh. Và lật những tấm bảng màu xanh thành màu đỏ. Cố lên à, thời gian đang trôi ạ. Màu đỏ đang chiếm rất là nhiều ưu thế. Nhanh lên Phương Thanh ơi, nếu như chúng ta muốn giành chiến thắng. Đấy, chưa gì chúng ta thấy được là sự mệt mỏi đang phủ lấp trên đôi tay của các vận động viên. Gần 2 phút rồi, cố lên. Chúng ta hãy lựa những cái khu vực nào mà có nhiều tấm bảng. Không được. Nhanh lên, thời gian đang trôi. Việt Mỹ, cố lên. Trời ơi, đây là chiến thuật. Lật hết luôn. Cố lên Việt Mỹ, cố lên, không nhân nhượng cho đối thủ. 15 giây, 15, 14, 13, 12. Cố gắng lên, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chơi mà năn nỉ là sao? Như vậy thì chúng ta sẽ gom những cái tấm bảng màu xanh này, nó đang nằm ở cùng một vị trí nè. Đây. Và để xem là màu xanh của bạn Phương Thanh mang về bao nhiêu tấm bảng. Chúng ta hãy cùng đếm nha. 1, 16, 17 tấm bảng màu xanh, còn lại 23 tấm bảng màu đỏ đã thuộc về Việt Mỹ và chiến thắng đã thuộc về Việt Mỹ. Xin chúc mừng. Có thắng, có thua. Thì bây giờ là Việt Mỹ đã là người chiến thắng, cho nên là Việt Mỹ sẽ có một đặc quyền, đó chính là sẽ đưa ra một yêu cầu mà bạn Phương Thanh sẽ phải thực hiện ngay bây giờ. À, bạn Thanh thì biết hát đúng không? Biết hát, hồi nãy hát cũng hát, hay. Hát thôi thì bình thường rồi.
Hay là cho bạn Thanh vừa xịt chì dầu vừa hát đi. Thục xì dầu. Thục chì dầu. Thục chì dầu ông mê lắm. Thục xì dầu. Thục chì dầu. Ok. Vừa okay, thục chì dầu mà vừa hát dầu nữa. Rồi bây giờ mình hát gì? Hát bolero đi. Chứ mình hát nhạc dance thì nó quá bình thường đúng không? Tại vì nó có nhịp. Còn cải lương cũng được. Bolero. Bolero nha. Dạ rồi. Rồi xin mời em trở về vị trí trung tâm đi ạ. Xin mời. Cố lên. Chết rồi, em vẫn còn bị đau. Bị đau cái nãy. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp sông ca. Người đến đây đêm đêm phong trà, đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người dần lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Hay quá. Cái này là do em hơi thục hơi nên là hát nó hơi lỗi. Khi mà mình đến với chương trình thì mình đã có những cái cuộc trò chuyện nè, mình có những cái thử thách của chương trình đặt ra nè. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có quà. Đó. Đây sẽ là phần quà đến từ Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao dành tặng cho Phương Thanh. Và đây cũng là món quà dành tặng cho Việt Mỹ. Ngày hôm nay thì không biết là Phương Thanh khi đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao em cảm thấy như thế nào? Trước tiên là em thấy mệt, hơi mệt xíu nha. Tại vì nãy giờ vẫn còn dư âm. Quan trọng là được gặp thần tượng, được gặp anh Việt Mỹ, người mà cũng truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Em cảm thấy rất là may mắn khi mà được đến hôm nay đến đây và nghe để mà truyền động lực cho em, để em có thể là tiếp tục tự tin cái con đường của mình sắp tới. Rồi, cảm ơn Phương Thanh rất nhiều. Còn Việt Mỹ thì như thế nào khi mà ngày hôm nay mình được gặp gỡ một bạn fan, một người mà yêu mến mình để gặp gỡ và chia sẻ? Thì em thì em thấy rất là vui, tôi cũng thấy rất là vinh hạnh. Cũng có được những bạn fan mà hâm mộ mình ở âm thầm mà theo dõi mình trên con đường của mình đi. Thì cũng gửi cho Thanh một cái lời động viên là Thanh cứ đam mê với những gì mình sẽ làm được trong tương lai. Cứ cố gắng rồi thành công nó tới, cho dù có muộn nhưng nó sẽ tới với Thanh. Cứ yên tâm. Cảm ơn Việt Mỹ rất nhiều. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Mình cảm thấy rất là hào hứng. Một phần thì cũng nói lên được những cái điều mà trước đây mình chưa chia sẻ ở trên truyền thông. Qua những cái mà chia sẻ với anh thì mình cảm thấy anh không chỉ là tài năng, còn là có một chút gì đó bản lãng và đôi khi là khiêm tốn nữa. Nên là mọi người hãy cùng theo dõi anh và ủng hộ anh trên những con đường sắp tới nha. Cảm ơn tất cả mọi người.